cư dân mạng toát mồ hôi trước bài thi sát hạch lái xe mô tô của lực lượng cảnh sát Mỹ. Mới đây, cư dân mạng Mỹ đã chia sẻ một đoạn video ghi lại những hình ảnh về cuộc thi sát hạch lái xe mô tô của Ủy ban lái mô tô cảnh sát Trung Đại Tây Dương. Nhiều cư dân mạng xứ cờ hoa đã hài hước chia sẻ rằng việc nhớ được sa hình trong bài thi cũng đã đủ khiến nhiều người toát mồ hôi hột. Đoạn clip sau đó đã viral khắp cõi mạng Việt Nam vì sự lắt léo trong bài thi sát hạch. Được biết, nhân vật chính trong đoạn clip là sĩ quan cảnh sát có tên Robert Grimsley với chiếc Harley Davidson Roadlight. Điều gây chú ý là dù đang điều khiển chiếc xe mô tô lớn có vẻ rất nặng nề, nhưng viên sĩ quan cảnh sát vẫn kiểm soát khá dễ dàng và khéo léo vượt qua một loạt các khúc cua gấp ở tốc độ chậm. Cuộc thi là một phần của sự kiện thường niên lần thứ 44 của Ủy ban mô tô cảnh sát Trung Đại Tây Dương nằm ở tiểu bang Maryland của Mỹ. Người xem càng ấn tượng hơn khi được biết trọng lượng trung bình của một chiếc Harley Davidson Police Light là 400 kg. Các bạn đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhớ vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.